Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nhịp Sống Thường Ngày Official. Kính thưa quý vị và các bạn, một vụ trộm cắp tinh vi mới xảy ra tại địa bàn huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, kính mời mọi người đón nghe. Sơn La, nam thanh niên làm thuê đục két sắt trộm tiền của chủ nhà. Ngày 24 tháng 1, công an huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La cho chín biết vừa bắt giữ đối tượng Tòng Quang Trường, sinh năm 1999, trú tại xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, về hành vi trộm cắp tài sản. Sau khi nhận được tin báo của ông Nguyễn Văn Tuyên, trú tại tiểu khu 21 thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà, đục két sắt lấy trộm 100 triệu đồng và chiếc xe máy Honda Dream. Công an huyện Mai Sơn đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Tại cơ quan công an, đối tượng Tòng Quang Trường khai nhận do từng là người làm thuê cho gia đình ông Nguyễn Văn Tuyên nên thông thuộc trong nhà. Vào khoảng 21 giờ ngày 21 tháng 1, đối tượng đã đột nhập vào nhà ông Tuyên theo lối mái nhà phía sau, rồi ẩn nấp tại gác xép để đồ qua hệ thống camera an ninh. Thông tin cung cấp của quần chúng nhân dân và sàng lọc đối tượng, công an huyện đã xác định được đối tượng đục két sắt trộm tiền là Tòng Quang Trường. Tòng Quang Trường đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại phòng trọ của một người bạn tại xã Cò Nòi. Công an đã thu giữ gần 50 triệu đồng, hai xe máy và một số tang vật khác liên quan. Đến sáng 22 tháng 1, khi các thành viên trong gia đình ông Tuyên đi làm vắng, đối tượng dùng máy cắt sắt có sẵn tại xưởng để phá két sắt lấy trộm 100 triệu đồng và toàn bộ số tiền trên bàn thờ. Sau đó, đối tượng lấy luôn chiếc xe máy Honda của nhà ông Tuyên để tẩu thoát. Đến khu vực tiểu khu 32, xã Cò Nòi, đối tượng bỏ lại chiếc xe trong vườn cây. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh. Để đón xem những thông tin mới nhất, xin mời quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón xem những tin tức mới nhất. Xin cảm ơn.